tôi đã có được chiếc áo số 9 như các bạn đã biết tôi cảm thấy rất may mắn với điều đó psg lúc này có đội hình thực sự rất mạnh và tất nhiên chúng tôi cũng có đội hình mạnh tôi nghĩ mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ tiếp tục phát triển những gì chúng tôi đang có và sau cùng Chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có thể đi xa tới đâu. Điều mà chúng tôi cần làm là tập trung cho trận đấu tiếp theo. Tôi luôn giữ quan điểm theo cách đơn giản nhất. Thực sự thì Drogba đã rất vui với sự cải thiện của tôi ở những mùa giải trước. Tuy nhiên, anh ấy cũng luôn nói với tôi rằng còn rất nhiều điều cần phải làm để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Và tôi nghĩ đó là tư duy đúng đắn. Nếu bạn thực sự muốn vươn tới đẳng cấp cao nhất của một cầu thủ, không có cách nào khác ngoài việc phải nỗ lực hàng tuần. Tôi nghĩ rằng trong hai năm trở lại đây, tôi đã dần trở nên tốt hơn toàn diện hơn và đạt tới trình độ cao hơn ở cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Giờ đây, tôi có cơ hội khoác áo một đội bóng dù khát khao và đầy tham vọng. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được đóng góp sức mình vào lối chơi chung của toàn đội. Về sự tiến triển trong hai năm qua, tôi gói gọn trong từ trưởng thành. Trưởng thành là điều vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ bản thân đã học được rất nhiều điều. Tôi tự đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân là một cầu thủ bạn biết đấy điều đó giúp chúng ta trở nên hoàn thiện vì các trận đấu tại italia rất khác khoảng trống xuất hiện ít hơn và nặng về chiến thuật điều đó giúp bản thân tôi hoàn thiện hơn rất nhiều nhưng như tôi đã nói các trận đấu ở anh cũng rất khác và với tôi đó không phải điều gì quá lạ lẫm tôi chỉ đơn giản là quay trở lại đây và thích nghi với các đồng đội mới mà thôi dù huấn luyện viên có đưa ra chiến thuật nào đi nữa, tôi cũng sẽ làm hết sức mình để giúp toàn đội. Về việc trở thành một thủ lĩnh, tôi nghĩ rằng Aspilicueta đang là đội trưởng của Chelsea hiện tại. Anh ấy đã ở đây rất nhiều năm và là một người đội trưởng thực sự tuyệt vời. Khi tôi bị cách ly, anh ấy đã nhắn tin hỏi han và nhiều thứ khác nữa, kiểu như tìm nhà giúp tôi chẳng hạn. Anh ấy cho tôi cảm giác như tôi chưa từng ra đi. Mối quan hệ tốt đẹp ấy vẫn còn nguyên vẹn và với những chàng trai khác cũng vậy có rất nhiều cá tính lớn trong phòng thay đồ tôi là kiểu cầu thủ thích kết nối với mọi người tôi muốn mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái đồng thời giúp họ tự tin vì những cầu thủ mà chelsea đang có trong phòng thay đồ xứng đáng với điều đó những điều mà chelsea đã làm được ở mùa giải trước phòng thay đồ của chelsea hiện tại có nhiều cá tính lớn và đó là những gì tôi thấy thích thú tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi trở lại nơi đây Rõ ràng, bạn phải chiến đấu khi là một cầu thủ chuyên nghiệp và phải chiến đấu để chạm tới giấc mơ của mình. Giờ tôi đã ở đây, tôi rất nôn nóng được ra sân để có những màn trình diễn cùng các đồng đội. Tôi đang nghĩ rất nhiều về vấn đề giao tiếp. Ai cũng biết tôi là một chàng trai cởi mở, Tôi luôn hỏi đồng đội của tôi rằng họ muốn gì, họ trông đợi gì ở tôi. Đâu là nơi tôi có thể hỗ trợ họ? Đâu là nơi tôi nhận bóng? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với tôi trong vài tuần tới là làm thế nào để giao tiếp tốt với tất cả các đồng đội, để hiểu được suy nghĩ của họ. Chúng tôi có phong cách chơi bóng đã được định hình. Nó không phải là điều mà tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi, vì tôi nghĩ ở đội tuyển Bỉ, chúng tôi cũng đã với hệ thống tương tự đó là một điều tốt quan trọng là giao tiếp mà thôi để biết được mọi người muốn gì ở tôi để biết được đặc tính của từng đồng đội từ đó tôi sẽ thích nghi và tìm cách để đóng góp nhiều nhất cho đội bóng